mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bệnh trùng khẩu nhập. Nếu muốn không bị bệnh, trong tâm phải thanh tịnh. Chúng sanh đều có tình, quý mạng phải hồ sinh. Lý nữ sĩ từ Đài Loan sang thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp. Mẹ chồng con thân không có bệnh gì, chỉ là mỗi khi ra đường chưa được 100 mét thì hai cổ chân cảm thấy rất là thốn đau, phải ngồi nghỉ một chút thì mới đi tiếp được. Vì vậy bà đã đi khắp các bệnh viện Đài Loan và Mỹ để chữa trị mà tìm không có ra bệnh. Xin sư phụ khai thị. Mẹ ngươi rất ưa ăn giò heo hầm phải không? Dạ đúng thưa sư phụ. Ngài làm sao mà biết được? Mẹ con ngày nào cũng đòi ăn giò heo, nếu không ăn thì tối đó ngủ không được. Hãy về bảo với mẹ con, từ nay về sau không được ăn giò heo nữa. Nếu như bà có thể sám hối, hàng ngày chịu ăn chay niệm Phật, dần dần bệnh sẽ lành. Nữ sĩ nói: Vì sao lại không thể ăn giò heo? Sư phụ giải thích: Nhân thế nào quả thế ấy. Người ưa ăn ngư nhãn, tức là con ngươi của cá, thì hay bị bệnh mắt. Người khoái nhai cổ gà thì xương cổ của họ sẽ có vấn đề. Người mê ăn lòng heo sẽ đau bao tử. Đừng có ngu si một bề tin theo thuyết ăn cơ quan gì trên thân vật là tẩm bổ cơ quan đó trên thân mình. Nếu cứ tin rằng ăn các thứ đó vô sẽ bổ chỗ này chỗ nọ là hoàn toàn đại sai lầm. Ngoài việc tàn hại kẻ khác làm lợi mình, cuối cùng kết quả vẫn là tự hại, chắc chắn sẽ bị báo ứng, phải bồi hoàn trả nợ mà thôi. Ha ha ha,